Cái gì ấy? Cái nó lên kìa, nó lên kìa. Cái gì? Trời quá đâu. Nó lên lên kìa. Lên xe. Quá đâu. Trời ơi trời. Ơi ơi. Cái gì chị? Cái niệm lên kìa. Không có đâu, mọi người coi được rồi. Không không bị tôi... ma nhập đó. Bị ma nhập hả con? Trời ơi. Bởi vì con thấy cái ma nhập là tức là cái thằng con nó đi vô mấy cái chỗ hũ cốt á, nó leo lên chỉnh nó chơi. Dạ. Cái nó về cái là nó bị giật liền, trời giật ơi. Cái thằng này nè là cha. Nó mới hỏi tại sao mà mày đi mà mày bị như vậy. Nó nói là con mấy đứa em nó mới leo lên cái hũ cốt người ta chơi, ngồi ở chảnh á. Rồi cái này nè mới đốt nhang giái, nó có nhập nhập tôi đi, đừng nhập con tôi, là thằng kia hết liền. Là thằng này khùng luôn. Trời ơi, ơi. Là... đó là bây giờ nó khùng rồi đó. Rồi ơi. Nó không phải là khùng luôn, nhưng khùng lúc tỉnh lúc ăn nha. Chút tỉnh lại. Lúc tỉnh lúc mê cô ha. Ở giai xong là thằng kia hết giật, thằng kia trộn trắng gì nè, đi chơi về cái ốm lạnh cái trộn trắng nói mẹ nó. Cái đầu cái trộn trắng giật 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 nè, cái thằng này nó biết liền. Thằng này nó không nghe nó biết. À, biết. Cái đầu nó giái là qua nó không. Rồi đó ơi. Để hành xác từ từ biết từ kiệt sức luôn á cô. Để hành hoài chết thằng này. Dạ. Thấy trên trên truyền hình á, dạ. Thấy giống thấy hình ảnh là rất là giống luôn cô. Dạ. Nhưng mà không phải đâu, nó ở đây có cha có mẹ nó đây. À. À. Cô ở đây là cô có biết về cái hoàn cảnh, thấy về hoàn cảnh gia đình sao cô? Khổ lắm. Đông con quá. Đông quá mà khổ nữa, nếu mà có giúp được thì giúp. Dạ. Tại vì á dì thấy dì á giúp thì giúp được hết. Dạ. Chứ gì không có giúp được gì. À là cô ở đây cô cũng cũng có cho cũng giúp chút đỉnh ở đây. Cho mượn rồi này kia với cho ăn đồ. Ồ, quá tốt ha. Chứ gì cũng không có dư nhưng mà giúp được như thấy hoàn cảnh cũng giúp một phần nào đó thôi. Giúp chứ thôi chứ giúp hoài không có nhiều như ở trên đài được, trên đài mới giúp nhiều. Dạ. Nhưng mà giúp được là tốt lắm, tại đây người ta khổ dữ lắm rồi. Cô ở đây gần cô biết. Khổ lắm. Mẹ khổ. Nó thì đi làm tối ngày, rồi ba nó thì bệnh, rồi tụi nó thì bán vé số, rồi bán trứng cút bánh tráng, rồi lụm ve chai rồi đủ thứ chứ. Như là mẹ nó thì đi làm mướn cho người ta tối ngày vậy đó. Dạ. Thế tội nghiệp. Con cái bé mà y chang như bé Ngọc 8 tuổi đó là bé tên gì con? Dạ. Nó tên Mắm. Con Mắm nó lớn tuổi hơn. Cô cũng có xem chương trình đó. Có xem của bên con mà cô không có biết chữ. Dạ. Cô coi thì cô coi chứ cô không biết chữ, là không biết kênh của người nào. Dạ. Mở lên thì coi vậy đó chứ. Mà thật sự rất là giống cô ha. Dạ. Cô thấy dạ. Mấy con đăng lên nó giống hệt à. Dạ. Nó tên Mắm. À tên Mắm mà. Nhưng mà tên trong là tên khác nha. Tên Mắm là dạ. Kêu bình thường ở đây ai cũng cái kêu Mắm. Gọi. Dạ. Còn tên trong thì ở đây không là biết. Đứa em nữa hả? Quá wow, trời. Sáu đứa con. À, vậy là đứa em cô có bé Mắm. Không có đủ ăn rồi chồng thì nằm đau bệnh vậy không có kiếm được đồng nào hết trơn, mình ơn nó lo không. Dạ. Trời ơi. Không phải mình ơn mấy đứa con tiếp nữa. Mấy đứa con tiếp. Nên là ở trong nó tên gì đó? À, Lý Thư Kim. Nên là mấy bé phải đi bán vé số rồi bán này nó kia. Nó làm tiếp mẹ nó thì như đi làm mướn ngoài lộ này nè. Dạ. Đi làm mướn tới như làm hết người này xong cái người kia kêu cái lại làm nhưng mà không có đủ. Yeah. Nhà đông quá không có đủ. À, không có đủ. Thì tụi con cứ nghĩ là bé đi bán hay là như thế nào đó thì cũng không biết lý do, cũng muốn bữa tìm đó, hiểu mấy nhưng con mà tới nói đây thì thật cái gì rất là muốn vô ngờ, comment mà gì không biết comment làm sao. Yeah. Vì muốn nói là tại vì cha mẹ nó là cũng làm nhưng mà không phải là cha mẹ nó làm biếng mà cha nó bị bệnh giống như bị khùng bị ma nhập. Yeah. Đó. Yeah. Rồi mẹ nó thì đi làm rồi tụi nó phải làm tiếp mẹ nó chứ không phải là cha mẹ để cho con vậy. Yeah, đúng rồi. Vì tính vô comment nói mà gì không có biết bấm làm sao. Yeah. Vì tính nói là không phải là cha mẹ để con vậy đâu, tính yeah. Nói vậy đó. Nói chung vì cuộc sống kinh tế gia đình nó không có đủ không thì đủ, phải bắt buộc phải đi làm như vậy. Rồi tụi nó tên Lý Thiên Kim. À Lý Thiên Kim hả chị? Là bé bao nhiêu năm nay bao nhiêu tuổi? Vì không biết, tại vì dạ. Vì ở đây gì không là, thấy nó chút chút 8 tuổi. 8 tuổi hả cô? Thì là bằng tuổi luôn. Là bằng tuổi luôn. Bằng tuổi. Ồ vậy là bằng tuổi bé bằng bằng tuổi bé Ngọc luôn. 8 tuổi luôn. Nhìn thấy to xác hơn chút xíu thôi. Nhìn thấy trong hình chắc cũng cỡ à. Dạ, cỡ. Vậy là 8 tuổi. Thật sự thì quá là giống luôn tại bé vì Mắm là con kia, con này là em bé Mắm. Này bé mèo. Cũng tự tự này là con mèo. Này bé mèo. Bé mèo như nghe nói là 5 tuổi. Con 5 tuổi phải không? Ừ. Cái cần quá. Ngoan ghê. Bữa hổm á gì thấy mấy người kia có lại quay mà sao không có thấy giúp thế tội nghiệp. Mà sao không có thấy giúp. Lâu chưa cô? Cũng cỡ gì cũng không nhớ nữa mà cũng cỡ có đến. Cỡ 1 tháng hay nửa tháng gì
không nhớ đâu, nói tầm bậy mất công. Dạ, dạ. Có đến chia sẻ. Dạ. Tháng hay nửa tháng gì đó, chắc một tháng quá. Dạ. Cũng hay thấy hơi lâu. Tụi con cũng rất là tò mò, cũng không phải là lợi dụng, mà tụi con thấy cái hoàn cảnh nó không biết sao mà bé còn nhỏ đi bán giấy số như vậy thì cũng rất là nguy hiểm. Thì hai thứ anh em cũng muốn đến đây á để tìm hiểu thêm cái hoàn cảnh, mà thật sự đến đây thấy hoàn cảnh rất là khổ luôn. Mình ơn con mắm là nó biết đếm tiền thôi, còn mấy đứa kia không có biết. Lớn cũng không biết nữa hả cô? Mấy đứa lớn thì biết, còn con mắm á là nó cỡ anh của con mắm á là không có biết đếm tiền như con mắm. Dạ. Rồi con mắm nó mới cầm như là nó chia cho một đứa vài tờ bán rồi nó là nắm quyền. Dạ. Nó nắm quyền rồi cái bán rồi cái giấy số là dì đưa cho nó bán. À. Bữa hổm là dì vừa đi ra phải không? Dạ. Nó nói mấy chú kia mua hết trơn rồi dì Dung ơi, cái đầu cái nó đưa tiền. Dạ. Nó ném đâu ra đó đàng hoàng 80 tờ là 800 ngàn. Trời đưa cho dì Dung rồi về đưa cái lời lại cho mẹ nó chứ không thôi nó giữ sợ nó ăn bánh. Dạ. Nó đi mua bánh nó ăn cái lấy 800 ngàn vô đưa cái lời cho mẹ nó còn cái giống gì đó. Vậy là dì là người đưa giấy số đưa cho giấy số mà mấy bữa nay không có giấy số. Rồi bữa là... nay không có. Cho nên ít. Dạ. Con thấy bé cũng quá trời đông vậy mà chưa có bé nào đi học hết trơn cô. Do hoàn cảnh khó khăn quá ha. Khó khăn với lại nó sống quen vậy rồi. Yeah. Rồi giờ cho nó đi học thì nó bỡ ngỡ lắm. Yeah. Giống như nó chưa có quen. Chưa có tiếp xúc với trường được, học này kia ha. Thì giống như cái đó thì từ từ. Dạ. Từ từ mới được. Hmm. Mà có giúp cho tụi nó đi tội nghiệp chứ. Tại vì dì giúp không được, dì như là dì xin dì. Dạ. Giúp không được. Dì giúp không nổi. Những cái tiếng nói như vậy là quá quý rồi đó dì. Cũng như là chia sẻ. Cũng có cho mượn hay là cho ăn vậy đó. Dạ. Như có mua đồ ăn thì sẽ cho nó miếng. Một chút thôi chứ không có cho đủ nguyên gia đình cho ăn chén. Mỗi người một ít. Vì là bà con ở đây cũng hỗ trợ phần nào thôi. Cho ít ít mà ăn không có đủ. Dạ. Nhà cửa con thấy cũng nên cũ ha. Nghe nói mua. Nhà này của nhà nước cho. Dạ. Của nhà nước cho đó. Dạ. Kìa thằng chồng nó bệnh rồi con vô coi. Dạ. Bệnh dạ. Nằm. Khùng khùng bị ma nhập đó. Bị ma nhập hả cô? Ừ. Bởi vì con thấy. Bị ma nhập là tức là cái thằng con nó đi vô mấy cái chỗ hũ cốt á, nó leo lên chỉnh nó chơi. Dạ. Cái nó về cái là nó bị giật liền. Dạ. Giật cái thằng này nè là cha. Nó mới hỏi tại sao mà mày đi mà mày bị như vậy. Nó nói là con mấy đứa em nó leo lên cái hũ cốt người ta chơi. Ngồi ở chỉnh á. Rồi cái này nè mới đốt nhang giái nó có nhập tôi đi đừng nhập con tôi là thằng kia hết liền. Là thằng tên là vậy. Trời ơi. Đó là bây giờ nó khùng rồi đó. Trời ơi. Nó không phải là khùng luôn nhưng khùng lúc tỉnh lúc ấy nha. Chút tỉnh lại. Lúc tỉnh lúc mê cô ha. Nghe mà đáng sợ gì cô. Gần đây không cô? Lúc ngồi lên mấy cái hài cốt quá. Tốt ơi dưới chùa này nè. Chùa không là vô chùa hả cô hả? Vô chơi. Vô chơi nó leo tùm lum hết trơn á. Thì chắc là do bé còn nhỏ quá nên là cha nó hồi bữa đâu có bệnh gì đâu, cái no giấy á. Đốt nhang giấy đàng hoàng lại qua cha nó luôn. Trời ơi. Nghe mà hết hồn trời. Rồi, mà mẹ nó thì làm ngoài trước rồi á. Lúc trước làm cho chị bữa chén cho chị với làm nhà chị cho 50. Rồi bây giờ ra trước làm hết nguyên ngày được 100, được 200 cái chị mới thôi đi ra ngoài làm đi cho có tiền. Dạ. Chứ làm của chị thì không có tiền. À, là chị ấy cũng mới đi làm đây cô hả? Làm cho chị thì lâu, dạ. Mà làm ngoài kia thì mới. Là mới bắt đầu công việc thôi. Dạ. Chị là đó giờ cũng đi làm thuê làm mướn để kiếm sống làm thôi. Đi làm muốn chết luôn rồi con cái đó. Rồi, mấy đứa nhỏ đâu. 5-6 đứa con thì một mình chị thì đôi khi làm thì cũng không đủ đâu không, giờ đâu hết. Mượn dạ. Trước trả sau. Nếu mà có công ăn chuyện làm á, nuôi còn chưa nổi nên chứ chi ở đợ. Dạ. Sao nuôi nổi con cái. Thôi đừng có lại cho anh làm đi chạy qua coi. À là cô thấy mà nếu mà người bình thường mà đi làm hai chồng cũng nuôi cũng mệt nữa. Đúng sao? Rồi, hồi đó thằng này còn làm được nè. Là nuôi mà cũng vất vả chứ dạ. Không đủ nữa. Là anh bị ma nhập là mới đây thôi hả cô? Mới đây à. À là mới phát bệnh đây thôi, giờ trước đó thì anh cũng còn sức để lao động. Hồi bữa mà bị ma nhập là đã bị bệnh rồi, đã bị bệnh là bệnh phổi á. Dạ. Mà không có biết là bệnh phổi. Rồi sau này khám mới biết, lúc đó là chỉ biết bệnh rồi mua thuốc uống thôi. Dạ. Chứ không có biết là bị phổi. Rồi cái bị ma nhập rồi mới đi khám ra là bị phổi luôn. Ừ. Là cũng như nó đã bệnh lâu mà không biết. Ừ.
Nhưng mình bị như vậy thì mình không có kêu thầy đâu làm cho cách nào để xử lý. Mẹ nó kìa đâu có biết đâu. Đâu có biết đâu, tại vì bệnh thôi phải, phải thầy Khô Me mới được. À. Tại vì nó leo lên mã của Khô Me chứ không phải là mã bình thường. Dạ. Mã người thường á thì mình giái tiếng thường được, còn khoảng này là phải nói tiếng Khô Me mới được. Trời ơi, sao khó như thầy. Rồi có thằng này đã biết tiếng Khô Me giờ nó cùng rồi, vợ nó đâu biết. Dạ. Nó đâu biết tiếng Khmer. Dạ, có anh biết thôi. Nó là người Khmer. Giờ nó hết biết rồi. Vì là chị phải đi làm về phải chăm sóc cho anh nữa. Dạ. Giờ ngồi. 12 giờ về. Ỉa đá trong quần không à, nhỏ này về thai không đó. Rồi. Ỉa đá trong quần nhiều khi á đá nhẹp cái nệm hết trơn, cái đầu cái nó đem đi đốt bỏ. Cái người khác cho cái nệm khác. Ủa vậy là anh mất cảm giác hay sao? À, lúc tỉnh, lúc không tỉnh. Thì không, không ngủ, tới sáng thôi. Thức tới sáng hả chị hả? Nhiều khi á, thấy dầu thì thấy cái gì tùm lum. Trời ơi. La làng ra. Thương không? Thấy lúc anh ngồi nói chuyện rất bình thường, còn có lúc thì... Lúc thì tỉnh, lúc thì không biết. Lúc thì kêu vợ lại ăn cơm chứ một chút thì đuổi vợ đi. À vậy hả? Đuổi mày là ai, mày là gì đó, rồi đuổi vợ đi, giục đồ lia lịa cho luôn. Còn lúc thì tỉnh lại em ơi, lại ăn cơm đó anh. Trời ơi. Lúc nhớ lúc quên câu ha. Vậy đó, lúc như vậy đó. Chỉ ngồi lên cái bộ hài cốt, rồi đầu người ta vỡ trách. Cốt nhiều lắm á, trong chùa Khmer á. Tao vỡ trách. Rồi anh cũng đốt nha, anh giái là thôi có gì trừng phạt phạt ảnh đi, đừng ăn có ăn gì con. Thì vô tôi đừng có vô con tôi đó. Rồi cái là thằng kia hết giật hết gung đầu, tự nhiên thằng này hết biết gì luôn. Còn lúc trước là bé kia bị thằng kia bị thằng kia, thằng kia nó ra kêu từ đi chơi tối ngày hả, là bị giật bị gung rồi rồi vừa giái xong là hết. Vừa giái xong là thằng kia hết giật, thằng kia chọn trắng gì nè, đi chơi về cái ốm lạnh cái chọn trắng nói mẹ nó. Cái đầu cái trợn trắng giật 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 nè, cái thằng này nó biết liền. Thằng này nó Khô Me nó biết. À, biết. Cái đầu nó giái là qua nó luôn. Trời đất ơi. Cũng như là hiện tại bây giờ là mình biết rõ là cái nguyên nhân là từ đâu ra. Cho nên là mình phải trong nhà có điều kiện mình đi chữa trị là chắc có lẽ là được đó con. Bây giờ thì nếu mà nó có tiền là đi bệnh viện chữa cái phổi chứ. Bị phổi. Bị phổi. Rồi trước nè. Rồi á từ từ mới là chị cái kêu thầy á. À. Hồi đó chị cũng bị ma nhập nên cái đi lên chùa Dơi đó, ông thầy trưởng ở trong đó luôn là gỡ cho chị. Dạ. Yeah. Chị không biết, chị không chỉ giùm. Chỉ cái thầy chỉ nào. Mà bây giờ tụi nó không có thời gian. À. Nó đi làm tối ngày rồi nó sinh sống mỗi ngày rồi đâu có thời gian đâu mà. Cái này cũng như là người ta biết cách gian giái á. Để là ta... Ông thầy sư giái ông đẩy liền. Nước lên đầu, ông đọc kinh ha, mỗi ngày lại đúng một tháng là hết trơn. Dạ. À. Để ông sư ở trên chùa Dơi. Ta biết cách giái á. Ta đọc kinh. Cái này cũng nói nhưng quan trọng là mình biết cách giái thôi. Để hành xác rồi từ từ biết từ kiệt sức luôn á cô. Để hành hoài chết hôm nay. Dạ. Đã bệnh trong người rồi còn bị không vậy. Biết hả? Nó đái nó ỉa nó chay tùm lum tới vợ nó dễ là thu quắc cái vợ nó mới dọn. Trời ơi. Chứ không phải. Chứ đâu phải là sặc vậy đâu, vợ nó về là mới dọn đó. Chứ không. Dò tao rồi đụng mẹ đúng rồi. Dò không cho đụng dò. Đâu. Dò cho. Dò coi anh chút chút coi. Thôi ảnh đi. Sao anh dò sao anh ơi? Bóp gì chứ gì. Sao anh bóp dò bóp. Ai bóp dò? Anh nữa nào ai bóp được thì bóp được cái vợ kia. Vậy mình mới như là cảm giác á kê. Ồ. Tay này lạnh. Giờ này nó cứng ngắc. Tay bên đó lạnh luôn. Ừ. Đó. Rồi cho nó bóp đi. Cái đó nó tỉnh rồi đó. Dạ, đang tỉnh hả cô? À, cô nói là đang tỉnh. Bé này sợ không? Tay chân nó rung rồi kìa. Ông nói thiệt à, cứ chụp thở ai bóp rồi bóp được đi. Tôi cũng đúng rồi, đừng hỏi. Dạ. Nằm mồi vậy đó. Không có tay chân nó lại hả? Còn cảnh tại bệnh gì á, không giúp nổi. Tại vì nó leo lên nó ngồi luôn nha. Dạ. Tại tâm chứ mỗi ngày rồi đó. Dạ. Nó qua cái cơn khổ. Chắc chỉ mà nhỏ lớn á. Kìa, ở sao nước ngập á, thằng chồng chị chở bích tông về cho đặng lót kìa. Lót bích tông á, để nó nước ngập. Con có thấy dạ. Đó là chồng chị chở về cho nó. À là chú chở về đây. À, rồi. Ông đi bán dừa xong rồi cái người ta bán bích tông đó rồi ông Phượng nó kêu mua giùm rồi.
mua lại rồi ổng chở tiền công á là ổng cho, ổng không lấy. Ôi thương không. Tiền công chở tú dưới chợ cùng ba mình đó. Dạ. Là ổng không có lấy tiền công mà mua giùm bít tông. Phải thấy bữa hổm cái tủ lạnh bị con chuột cắn á. Đứt dây á, cái ổng vô làm nó chết thằng hôi quá rồi cái ổng làm giùm đó. Ổng mua bít tông. Mùa này mà cũng nước ngập nữa cô hả? Tại vì nhà ta cao. À. Nhà người ta cao rồi cái nhà bên đây thấp. Tháng dạ. Mà ngập rồi rồi mấy tháng mưa thì sao? Tháng mưa sao trời? Tháng mưa không biết làm sao nữa. Chắc tháng mưa chắc nó ngập linh láng trong nhà luôn quá. Tràn vô tới nhà chị Lam giờ đổ bê tông nó cháu. Bây giờ cưng lại là đổ bê tông là đỡ rồi không thôi hôi nó giống nó đổ mới đổ hôm qua. Là trước đó là cái sàn đất thôi. Mình ở cái sàn nó bị nước ngập lên chị thì chị không có ra tới sao cho nên chị không biết ở dưới là đất hay gì nhưng mà chị thấy nước nó ngập lên mà nó hôi dữ lắm luôn. Nói chung cái căn nhà của mình mà được gạch hay đất mà nó ngập lên thì nó rất là hôi luôn. Ai cũng chê hôi thối hết trơn tại vì á nước nó ngập rồi giờ người ta không có tiền làm rồi sao. Rồi đó rồi ổng mới mua cái ton giùm rồi ổng chở về đổ rồi đó bớt thối rồi đó. Vậy làm đi rồi không đủ ăn nữa. Rồi tiền đâu đổ nhà cái nhà này nhà nước cắt cho. Dạ. Bữa hổm á là gì coi á cái gì thấy mấy đứa con nói cho đi vô nhà ăn mắm nó không cho đó. Cái gì nói sao con không cho vô đi người ta giúp đỡ nhà con chứ người ta đâu có làm gì phải con vô đâu. Vô tìm hiểu như thế nào. Đó, người ta đâu có làm gì con đâu. Tại vì tụi con giúp á là phải biết mục đích lý do như thế nào thì tại vì coi kênh hoài gì biết. Dạ. Coi kênh hoài người ta ai cũng làm cho chính xác người ta mới cho. Dạ. Nhưng mà cái này gì nói là nói sự thật chính xác là khổ lắm. Ngày hôm nay cũng có cô ở đây khổ nói rồi cũng như mạnh thường quân và khán giả ta cũng biết được nó hiểu được cái hoàn cảnh chính xác là khổ dữ lắm luôn. Rồi cho nên đó là cô không giúp được cái gì cho nên giúp cái lời. Dạ. Nếu mà mấy con giúp được đó, thì nó hưởng được cái phước đó còn giúp không được thì nó không có hưởng được phước. Dạ. Thì tụi con không đến thì thôi mà đến thì cũng rất là hy vọng tụi con đăng tải lên thì quý mạnh thường quân á nhìn thấy được cái hình ảnh này. Vì coi hoài con vì phái con mấy cái kênh lắm toàn là người ta giúp người không à bởi vì phái con kênh người nào gì cũng coi coi tối ngày coi kênh không mà không có coi gì nữa không biết bình luận hả cô. Không biết vô bình luận tại vì nói ngay đi gì không biết chữ cái gì lên tới người nào thì gì coi người đó chứ chữ là phải rồi vậy không biết coi kênh của con là kênh gì rồi không biết cái kênh bữa hổm người đó là tên gì luôn vì chỉ có thấy kênh là gì vô coi người cho nên gì coi đủ thứ kênh luôn. Không biết kênh của người nào. Ủa ngã gì sao vậy? Ngã gì mà sao vậy? Đó sao đó thấy cái gì nó bị lên rồi xuống kìa không có đâu cái gì hôm nay bỏ lên có nó bị lên gì đó hả chị cô bao lâu là gì đó hả rồi lâu lâu rồi đó đổ rồi đó cũng nổi hết trơn rồi tự nhiên lan được mượn chị 2 triệu để nó che mát lên. Dạ mà chị nói bây giờ á nó có một đâu đồng đi phía sau rồi cảm rồi nè rồi chị không có tiền nè là bữa hổm là nó thụt xuống ở dưới nó túi thì cũng thú luôn. Dạ. Rồi nó nói giờ cho nó mượn 2 triệu đi đặng nó che lá lên vậy nè. Dạ. Đặng nó ra để nấu nó thôi thúi thôi thấy không quắc luôn. Ở dưới nó bốc lên mà chưa có tiền để chán xiêm ăn. Nó kêu cho mượn 2 triệu đặng nó chán với nó che lá đó nhưng mà chỉ cho nó mượn gọi giờ không có tiền cho nữa. Chứ không phải là không có cho, có cho mượn gọi giờ hết trơn tiền rồi. Dạ. Có cũng cho nó làm cho đỉnh đúng rồi có cưng thấy không người ta chịu hôi như vậy bao nhiêu năm nay. Dạ. Ta sống khổ bao nhiêu năm nay là hôi túi vậy. Dạ trời ơi rồi mình túi chút xíu mình còn chịu không nổi. Dạ. Mà người ta sống người ta chịu là biết người ta khổ quen rồi ta cũng chịu. Dạ. Đó thì nhiêu đây chắc làm cỡ 2 triệu thì nó mượn đó mà chưa có tiền đưa nó nè. Dạ. Ở đây là cái nhà bếp ha con ha. Trong đây là cái buồn ha. Chưa nữa thì tính làm nhà sao đi dọn cái bếp nữa nghe. Dạ. Cái gì sống rồi nó ấy lại vậy. Đó nó làm nhà sao rồi là bắt đầu có 6 con đó rồi. Ừ về chú ơi. Về chú ơi. Về kìa. Về chú ơi. Bé về kìa. Chào con nha. Dạ đó không ấm lên. Chào con. Hả? Nhớ thật luôn đó. Nhớ chú không? Chào chú. Ừ. Chào chú. Mẹ đâu hả? Dạ con nha. Kìa đi bán cái số này con bán được nhiều không?
Nó nắm ở trong bay nhà. Nè con chó này bụ hết nè. Nè cháu bụ nè. Nó nắm ở trong nhà hết á. Nó là như chị ở trong nhà vậy. Chị với số gần đứa bao nhiêu chịu về phải đưa cho nó bao nhiêu. Như tỷ nó đưa 30 tờ phải đưa 300 ngàn. Dạ. Cho nó rồi nó đếm đủ, không đủ là nó bắt đền. Dạ. Ôi đủ quá chú. Còn lắm mới đi bán về. Nhưng mà có một cái người ta nghèo, người ta không có ăn học cho nên người ta không có ý thức. Yeah. Rồi nhiều người người ta thấy không có ý thức, người ta thấy nói chuyện không có lễ phép. Người ta nhưng mà sự thật người ta không có ăn học thì sao người ta có lễ phép được. Dạ đúng rồi. Đúng không? Cũng thông cảm. Mẹ cũng không có ăn học. Dạ. Cha cũng không có ăn học làm gì, biết cách dạy con. Dạ. Nếu mà người ta có bằng học thì người ta mới biết dạy thôi. Dạ. Còn nói chung thì ông bà cô bác xem cũng hiểu được cái hoàn cảnh. Ừ. Dạ. Chứ bây giờ cha mẹ nó nếu mà có bằng học thì cha mẹ nó dạy tụi nó được. Dạ. Bọn này không có biết cách dạy rồi sao mà nói được đúng không? Dạ đúng rồi. Người ta không có bằng học ta sao biết nhận thức cái nào đúng cái nào sai. Người ta đâu có biết được. Người ta cũng đâu biết lựa lời nói, nhưng mà mình biết lựa lời mình nói sao cho đừng mất lòng lối sớm. Còn này người ta đâu có biết lựa lời đâu. Dạ. Cũng phải thông cảm tại vì cái lòng người ta không có học thức. Dạ đúng rồi, cô nói có phải đúng không? Thông cảm cho người ta. Là nhiều người nói nhà không có học thức. Không có học thức thì đúng rồi, người ta đâu có ăn học đâu, mà người ta phải nói chuyện giống như mình. Mình có học mình mới nói chuyện được như vậy. Dạ. Thì mình phải từ cách, nó từ có cách bạc người không ăn học, người ta nói chuyện gì là mình phải thông cảm cho người ta, mình phải thương người ta. Đúng rồi, mình phải thương. Người ta không có học mình phải thương người ta chứ mình không được khi dễ người xem thường ha. Không có xem thường người ta mà không có khi dễ người ta. Dạ. Như vậy mình mới làm đúng con người. Ừ. Còn mình cứ nói người ta này kia hoài, mình coi người ta không ra vậy, mình nói người ta này kia là không đúng. Dạ dạ. Là người mình không có yên tâm mình mới nói người ta. Dạ. Dạ con cũng cảm ơn cô rất là nhiều. Cảm ơn cô rất là nhiều nha. Thì cũng hy vọng mà tụi con đăng tải lên thì cũng nhận được sự yêu thương từ mọi quân con ha. Dạ. Là cô hàng xóm nãy giờ cũng chia sẻ về cái hoàn cảnh tại gia đình vì thương quá không biết làm gì. Ừ. Giờ nói giúp gì đó. Dạ. Dạ sự chứ anh em đến đây thấy cô rất có cái lòng để mà giúp thương đỡ quá cho thương anh. Rồi không biết giúp làm sao thì giúp cái lời nói đi. Dạ. Dạ. Rồi được thì được, còn không được thì thôi tùy duyên ha cô ha. Tùy duyên mấy em đứa này có được cái phước của mấy dạ. Con không vậy đó. Còn có cái phước với cái duyên mới được hưởng, còn không có là không được hưởng. Ừ, nếu mà gia đình mà có duyên với Mạnh Thường Quân đó, thì người ta thương, người ta đúng giúp. Ta thấy là người ta giúp liền à. Ừ. Người ta chẳng cần suy nghĩ tới, thấy cái hoàn cảnh là người ta giúp rồi. Dạ. Mà mình phải đủ duyên. Đủ duyên mới được. Với lại thông qua những cái lời nói của cô. Cô thấy cô rất là cần những cái người như cô chia sẻ. Đúng rồi. Mà cô ở gần cô biết. À, vì suy nghĩ mình không có cho người ta được cái gì, mình cho được một chút thì người ta không có được cái gì hết. Rồi nếu mà mấy con hay là trên mạng rồi người này người kia thấy thương tình thì người ta giúp cho thì dạ. Cái duyên cái phước đó thì nó được hưởng thì gì cũng mừng cho nó, còn nó không hưởng được thì gì cũng buồn. Mình giúp không được mà người ta cũng giúp không được luôn thì mình buồn cho nó. Dạ dạ cô rất là tốt cô nhỉ. Chứ gì trời gì cũng từng chảy qua cái cảnh khổ rồi có được ngày hôm nay. Cô nhìn cô giống như mình đồng cảm rất là thương ha. Hồi đó dì còn đi ở ngủ dưới dốc cầu, lúc đó là chưa có người nào giúp không hết trơn. Trời ơi. Sao lại dì vuông lên dì làm tới được như ngày quán đấu lên hả cô? Quán đấu lên là giống như nhiều khi dễ mình quá mình gán là hồi đó không có vụ mấy này đâu. Dạ. Cái thời của dì là không có đâu. Không có ai giúp đâu. À, mày chết kệ mày. Mày mặc đồ gách kệ mày chứ không bao giờ ai cho đồ. Ồ. Từ ai nấy sống thôi. Hồi lúc thời gì á mà mười mấy tuổi, bây giờ gì năm mấy tuổi rồi. Dạ. Thời gì mười mấy tuổi là tới bây giờ đó là thời đó không ai cho. Ồ. Không ai cho bây giờ gì mới thấy hoàn cảnh nghèo giờ nè, thấy người ta làm phước nhiều quá. Rất là nhiều Mạnh Thường Quân trong ngoài nước giúp người đỡ nha con ha. Người ta làm phước á là người ta hưởng phước. Dạ. Đó. Vậy thôi. Nên là cười mà cô mà hồi xưa cô nghèo khó cô đi lên và bây giờ mà cô vẫn còn nhìn xuống những cái người hoàn cảnh như vậy là quá là tốt. Giống mình. Giống mình hồi đó nhà vậy đó. Mà còn không được nước cho nữa, nhà của mình nhà đất rồi. Dạ. Lá rồi đất chứ không có. Dạ. Nhà nước cắt mình vậy đâu. Ừ. Cái này là
đỡ hơn ngày đỡ xưa hơn cô ngày xưa tại luôn. Vì ngày xưa là không ai giúp đỡ ai, ngày xưa là đói luôn đó cô ha, chứ bây giờ được dù sao bây giờ cũng, gạo luôn nhà nước cho cũng không có đến nỗi mà đói, không có gạo ăn. Dạ cảm ơn cô rất là nhiều nha, cảm ơn những chia sẻ của cô ha, con tụi con cũng chúc cô có nhiều sức khỏe ha, rồi cảm có ơn nhiều sức khỏe đang giúp đỡ người ta. Yeah. Rồi cảm ơn cô. Yeah, rồi cảm ơn cô rất là nhiều. Dạ, nha. Dạ. Con chào cô nha cô. Dạ con chào cô. Dạ dạ bye cô. Cảm ơn cô. Nói như rồi những cái lời chia sẻ của một người cô ở gần nhà của cô bé luôn cả nhà. Thì một bé gái thì rất là giống bé Ngọc ở Kiên Giang. Thì hôm nay thì em đến đây để hỏi thăm như là chia sẻ về cái hoàn cảnh gia đình, thì gặp cô cũng chia sẻ. Dạ thì bây giờ chắc em xin tạm khép video này đây, cũng như là hẹn gặp lại quý khán giả trong những video tiếp theo. Em xin cảm ơn và xin chào.